Kính chào cô chú anh chị. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2023. Nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân lên một clip giao lưu với cô chú anh chị. Nhà vườn bonsai mini Thanh Ngân có địa chỉ là 1047/3C, phường An Phú Đông, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Có điện thoại để giao lưu với bên nhà vườn là 0902781725. Số đó có giao lưu luôn nha cô chú anh chị. Nhà vườn bên em thì đa số là những cái cây em đi thay thác theo dệ đường, những cái cây thiên nhiên nha cô chú anh chị. Rồi về em cắt tỉa tạo tác nha. Dưới đa số là những cái cây chỉ là phôi thôi chứ cũng chưa có thành phẩm. Trước tiên ngày hôm nay là cây này là một cây si nha cô chú anh chị. Cây này cây si. Cây cũng khá là hơi lạ mắt chút. Đây, những cái bệ cây, những cái rễ cây đồ này kia của chú chị rất là lạ. Em quay gần cho cô chú anh chị xem. Cây này em rép nha, em rép si bút đỏ nha. Cây rất là khỏe. Cây này em đã nuôi hôm nay cả năm rồi. Rễ nó ra nè cô chú anh chị, nó ra từ cái này nha. Em kéo rễ cho nó xuống vô cái chậu luôn nha, vô cái dĩa oval nhỏ. Cây này nhỏ thôi. Những cây này mình để bàn hay để trên những cái kệ, cái góc nhà mình á, rất là đẹp nha. Nhỏ xíu chứ không lớn. Rồi em đo thông số của cây số 1 nha cô chú anh chị. Hoành đế rễ của cây, hoành đế rễ của cây là được 42. Em đo trừ hao rất là nhiều. Rồi cái rễ nơm mà dưới đây cao lên tới trên cái đỉnh này nè cô chú anh chị, em đo là được 10. Rồi cái chiều cao của cái cốt cây nha, chiều cao của cốt cây được 11. Rồi cái tán bay từ phía sau này nha cô chú anh chị, từ phía sau này ra tới phía trước này luôn là được 32. Cái tán ngang hiện tại là được có 17 thôi. Chiều cao tổng thể của cây là được 20. Rồi em đo cái thân cây nha, thân cây ngay chỗ cái cổ này nha cô chú anh chị, ngay chỗ cái cổ cây em rép ở đây nha. Ở đây nó như thế này nha, nó hai nhánh nảy ra như thế này nha cô chú anh chị, hai nhánh nó dính liền lại với nhau nha, hai cái thân dính liền lại với nhau. Đây em đo ngay chỗ cái cổ cây này. Ngay chỗ cổ cây này là được 9. Cây này em giao lưu với cô chú anh chị giá 700k bao ship nha cô chú anh chị, giá 700k. Cây rất là lạ nha, rất là bất lạ mắt, rất là đẹp. Em đã thần trong đây lâu lắm rồi, em đã nuôi từ ở ngoài rồi em đem vô lại trong chậu. Em quay gần lại cho cô chú anh chị xem kỹ nha. Cái thân bo em rép hôm nay cũng khá lâu rồi, em cũng đi được hai nước kẽm rồi nha, hai nước kẽm. Chỗ này thì nó chưa có lành lại, mình phải gọt sơ lại, cũng thời gian thôi là nó sẽ cuốn sẹo nó lành lại nha cô chú anh chị. Rồi em xuống cây số 1 nha, lên cây số 2. Rồi, tiếp tục là cây số 2, cũng là một cây si. Cái này cái thân rễ đầu này kia của nó cô chú anh chị, nó bó hết trong cái tháp này rồi nha. Nè, nó quấn hết trong cái tháp nha cô chú anh chị, rất là lạ. Em trồng trong một cái chậu bằng sành, bằng đất nung á, rễ nó ra đây, ra rất là nhiều rồi, rễ nó ra rất là nhiều. Cây này là em cũng rép nha, em rép một bo mọc ở trên,
nay dường như bo rép của nó liền lại hết luôn rồi. Cây này nó như thế này, hôm trước em đã giao lưu rồi, ông bạn cũng ở gần giao lưu với ông bạn chơi, rồi giờ ông đem lại, ông đổi mình một cây tre, ông đổi mình cây tre. Hôm qua ông thấy những cây tre của mình độc lạ quá, cũng đẹp, cái ông đổi cây tre. Thì thôi anh em ở sớm cái mình cũng đổi ông, mình lấy lại cái cây này để giao lưu lại với cô chú anh chị nha. Cây này nó lạ lắm, rễ nó đây ngoắn méo rồi, cô chú anh chị, rất là dễ thương, nhỏ. Em có một cái dĩa lót kia nè, để trong cái dĩa lót thì khi mình tưới nó có nước vô thì nó làm ẩm cho cái cây, lúc nào nó cũng không có bị khô nước nha cô chú anh chị. Cây nó quấn hết cái tháp rồi. Cây này thì nó nhỏ, nhỏ hơn con út của em nhiều nha, cây nhỏ xíu thôi, không có lớn. Em để cái tay về cô chú anh chị hình dung nha, ra nha. Nhưng mà có điều là thân rễ nó đó lắc lượng lạ á, giờ nó ôm trong cái tháp hết rồi, ôm cứng hết rồi. Em đo chiều cao nha, cái này là thân thì cô chú anh chị cũng hình dung ra được rồi, em để cái tay vậy là hình dung ra được cái thân nó bao lớn rồi nha, thân nhỏ thôi. Em đo chiều cao của cây, chiều cao của từ cái cốt cây mà em rép là được 30, chiều cao tổng thể là được 40. Về cô chú anh chị không thích cái nhánh này mà để tạo một cái tàn rớt thì mình cắt bỏ đi nha, nhỏ gọn lạ mắt. À, cây số 2 này em cũng giao lưu với cô chú anh chị là giá 600k nha, giá 600k. Em bê gần lại cho cô chú anh chị xem lại nha. Nó nằm trong cái tháp như thế này đây, cứng luôn rồi. Em nắm trong cái tháp vậy nè, cô chú anh chị không rớt ra được nữa nha, nó ăn cái tháp cứng hết rồi, rễ nó ra rất là nhiều rồi. Rồi có 600k cô chú anh chị ơi, những cây mini như thế này mà em cũng đã tạo cũng khá lâu, cả năm hơn rồi đấy. Em xuống cây số 2 nha, lên cây số 3 của ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 3. Cây số 3 cái này là cây tùng nha cô chú anh chị. Cây tùng em trồng trong cái tượng. Đó. Cái gốc tùng nằm ngay chỗ này nha. Cây này bê nhỏ xíu thôi, nhẹ nhàng. Thân cây thì bằng tay cái của em lớn hơn chút, bằng tay cái của em lớn hơn chút nha. Tay chi thì em cũng định ra hết rồi, từ tay chi cây rất là tốt, hôm nay ra mầm ra lọc nha cô chú anh chị. Phân trong cái cho cái cây này ăn rất cũng rất là ít nha. Đó, em làm cho ông tượng ông nắm vịn cái cây này nha cô chú anh chị. Em quay vòng cho cô chú anh chị xem. Thế thì em làm cũng lắc lắc lượn lượn thôi. Mỗi người thì thích mỗi cái dáng khác nhau. Rồi. Em đo thông số của cây này nha cô chú anh chị, cây số 3. Cái hoành thân của cây tùng này là được 7. Cái tán em đo chiều cao đi. Chiều cao là được 37. Rồi cái tán ngang nha, từ bên này qua tới bên này nha cô chú anh chị. Được 35. Tán trải dài vào bên này để che cái tượng này lại. Nằm trong cái dĩa. Cái dĩa này thì nó bị hư hết cái phía bên đây, em cắt lại nha. Đây. Cắt lại cái khúc này nhưng mà cũng không ảnh hưởng, cái dĩa rất là liền lạc nha. Dĩa nha, cạn lắm, cái dĩa cạn lắm. Vô cái cây rất là cạn. Cây cũng vẫn phát triển tốt nha cô chú anh chị.
Cây tùng này em giao lưu với cô chú anh chị giá 900k nha, giá 900k, 900.000 cô chú anh chị, giá 900.000. Có cây tùng để ôm cái tượng là lạ mắt cô chú anh chị. Tai chi em cũng đã định hình ra, đã định hình ra cho nó đều đều nha cô chú anh chị. Rồi cây số 3 giá 900k. Rồi em xuống cây số 3 nha, lên cây số 4 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 4, là một cây xanh nha. Xanh này xanh Nam Điền luôn nha cô chú anh chị, nhỏ xíu. Em cũng không rành gì xanh lắm, lá nhỏ này cũng giống giống xanh lá móng, nhưng mà lá móng thì nó cuốn hơn nha. Đó. Cái xanh này thì nhỏ lắc lượng. Em cũng cắt tỉa bớt nha cô chú anh chị, để nó tùm quá. Rồi về mấy mốt cô chú anh chị nuôi lại hay cái gì đó cho nó đẹp cái cây, cắt tỉa dọn lại cái cây bớt bớt tí xíu. Rồi một cái chi thả xuống đây. Em muốn cắt luôn cái chi thả này nha. Đó. Cái xanh này nó nhỏ gọn. Em còn uống cái kẽm nha. Còn uống cái kẽm vô đây, chưa tháo ra. Thân cây thì lắc lượng. Chỗ này cái chỗ này nó sành đá luôn nha cô chú anh chị. Sành đá. Sành đá cứng. Nằm trong cái chậu nhỏ gọn đơn giản, cây lắc lư hình thế này như thế này đó. Hơi quái quái tí. Rồi em đo thông số của cây số 4 nha cô chú anh chị. Ngay chỗ sát hoành đế dưới nha, được 15, ngay cổ như có phát hiện, ngay cổ cây là được 11, chiều cao của cây là được 22, từ ngay chỗ đỉnh cao xuống tàn rớt dưới nha cô chú anh chị họ được 26. Rồi cây này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 450k nha, bao ship nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào ưng ý thì liên hệ đến số điện thoại 0902781725 nha, số đó có giao lưu luôn. Cô chú anh chị ưng ý thì chụp hình ha, gì đó gửi qua bên em là cây nào đó để em dễ nhận dạng ra em biết nha. Hôm nay là ngày 9 tháng 9 ấy, cô chú anh chị. Rồi 450k. Rồi em xuống cây số 4 nha, lên cây số 5 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục cây số 5. Cây số 5 là một cây tre nha, cây tre ngà nha cô chú anh chị. Cây cũng nhỏ. Em để cái tay của chú anh chị hình dung ra nha. Tay đồ này kia cũng nhỏ, nhưng cây này đã thần lâu lắm rồi. Cũng đã để trong nhà đồ chơi rồi nha cô chú anh chị. Này là của đứa em. Của đứa em nó đem qua nhờ mình giao lưu giùm với cô chú anh chị. Cây ngà. Đây cái thân nó từ cái mí này nha, rễ đồ đã lâu hết rồi, cây này đã thần lâu lắm rồi, để trong nhà chơi. Đây lên tới đây nha cô chú anh chị, nhánh nó nhỏ ra hết rồi, nó đã nhặt lá lại hết rồi nha cô chú anh chị.
cái tượng mày rễ ra tới dưới đây rồi, có rễ ra tới dưới luôn. Cái tượng này cũng lâu rồi, cũng hơi có những cái vết răng chỉ tóc nha. Rồi em đo thông số của cây, toàn thân của cây tre này là được 16 nha. Chiều cao của cây là được 36, tán ngang của cây là khoảng được 30 nha cô chú anh chị. Rồi, cái tre này em giao lưu với cô chú anh chị là giá 600k bao ship nha. Giá 600k bao ship, rất là hữu nghị, để trên bàn chơi vi vu nha cô chú anh chị. Tre nó cũng chịu được, mình để trong nhà nha, không có ảnh hưởng gì đến mà có ánh nắng hay đồ nha cô chú anh chị. Một tuần lễ hay 10 bữa cô chú anh chị đem ra ngoài ánh sáng chừng một ngày thôi. Rồi cây mà khi mà phát lên cây đã mạnh, đã tốt, nhiều lá, càng ngày nó càng xum xê ra, cô chú anh chị tỉa lại cho nó nhỏ nhắn rồi nó sẽ lên lại nha. Một nhánh mình cắt ra nó sẽ được xum xê hơn ngay cô chú anh chị, cho nó ra mầm non lại, chơi hoài luôn. Cây này đứa em nó cũng chơi này cũng khá lâu rồi đó, nó gửi cho em giao lưu với cô chú anh chị. 600k nha cô chú anh chị. Cây tre cây số 5. Rồi em xuống cây số 5 nha, lên cây số 6 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 6, cũng là một cây tre. Cây tre này cây tre xanh nha cô chú anh chị, thân lạ mắt, cuốn như hình thú vậy. Cây này cũng của đứa em, cũng để ở nhà nó chơi đấy. Em xích cái máy ra tí xíu cho cô chú anh chị nhìn thấy rõ rõ không biết. Đó là cây số 6, có cái hình lạ lắm nha cô chú anh chị. Đây, từ đây nè, dài ra như một con thú vậy đó, ngoéo ngay cái khúc cổ nè, kéo ngay khúc cổ này nha cô chú anh chị. Tai chi thì cũng lên tùm hết. Cây này em cũng không có này cô chú anh chị, về nếu mà có sở hữu mua về thì cắt tỉa bớt lại thì nó sẽ ra tai chi nhỏ lại nó đẹp nha. Rồi em đo thông số của cây nha cô chú anh chị. Cái bệ đế dưới đây là được 67. Cái thân chính nè, thân chính ngay chỗ này đi, em đo ngay chỗ vị trí cái cổ cây này nha, ngay chỗ cái cổ, ngay chỗ cái cổ được 19. Chiều cao của ngay chỗ cái cổ trên cái cốt cây nha, được 24. Chiều cao tổng thể là được 44. Cái tán ngang, tán ngang được 65 nha cô chú anh chị. Các chiều nào cũng vậy, em thấy tàn nó cũng đung đung tròn. Tại cây này của đứa em nên em không có cắt, để giao lưu với cô chú anh chị thôi. Cây của em thì em sẽ vừa lai bán cho cô chú anh chị, vậy là em cắt luôn cho cô chú anh chị xem. Rồi, cây này giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,5 triệu nha, bao ship. Cây tre xanh nha, tai chi cũng đều hết rồi, lá cũng nhặt trở lại hết rồi nha cô chú anh chị. 1,5 triệu một cây tre xanh. Tre thì sức sống nó bền mãnh liệt, nhìn cây tre nó cũng dịu dàng dễ thương,
để chơi trong nhà thì đẹp nha cô chú anh chị. Có điều là cái chậu này cô chú anh chị về chắc phải thay cái chậu khác nha, chậu này cũng bị nứt bể rồi, bị nứt đây, bị nứt cái đường này. Rồi em xuống cây số 6 nha, lên cây số 7 ngày hôm nay. Rồi tiếp tục là cây số 7 cũng là một cây tre nha. Này cây này của em, cây tre này cây tre xanh. Đó, dưới đây nó cũng lên một chi rất dễ thương. Lên cái chi dưới đây à, rồi cây nó lên nha cô chú anh chị. Lên trải dài lên trên đây. Cây tre mà dường như là hình thế nó ra như bonsai vậy đó. Rồi em cũng tạo tác tạo tàn ra, đây em quay sát lại cho cô chú anh chị xem. Đây nó có mấy cái mục nha. Mấy cái mục này nếu mà nó nhảy ra là mục măng nha cô chú anh chị. Thân thế nó lên như thế này. Quay cho cô chú anh chị xem giờ. Thân sau nó đây cũng đang búng mầm lên. Em nuôi cái mầm này cưng lắm, lâu lắm rồi. Mà đang ra lá búng mầm. Như cái chi đó là như chi tử ở dưới nha. Có cây con ở dưới là sẵn cây này ở đây á, em cắt lại cho cô chú anh chị xem luôn nha. Mình cứ cắt lại rồi mấy mốt cây nó sẽ đẹp hơn, lá nó sẽ nhạt hơn nha. Mình cắt là mình xem mình chừa lại cái mắt lại nha cô chú anh chị, ngay chỗ cái mắt ngay đó là nó sẽ nhảy cái mục ra. Cứ khi mà nó lên tùm rồi đó, mình cắt cái cây nó gọn lại thì nó sẽ đẹp. Khi nó lên lại lá nó nhuyễn nó đẹp lắm. Khi cây nó tùm mình cắt trở lại. Những cô chú anh chị mà đã giao lưu những cây tre với bên em đó, thì nếu mà có xem clip này đó thì tới khi mà cây lên tùm đó mình cũng cắt lại nha cô chú anh chị. Có thể là kinh nghiệm cô chú anh chị có rồi thì tùy ý theo cô chú anh chị nha. Còn chưa có kinh nghiệm mà để cắt tỉa lại thì cái cách của em cắt như thế này nè, cô chú anh chị nhìn sơ qua cũng có thể là cắt theo để cho cái cây nó được mốt nó đẹp hơn nha. Khi cắt cái cây hay gì cũng vậy cô chú, cây cảnh là mình không có làm mà mạnh tay được, phải nhẹ nhàng nuông chiều đó. Cắt được chi vậy rồi móc nó sẽ lên là tùm lại nha cô chú. Cắt cây là phải cái chi thứ hai rồi. Cây con này cũng rất là xanh, rất là khỏe. Mình cắt đi những cái nhánh nó già hơn, mình nhớ cắt là phải chừa lại một cái mắt đó. Cái mắt đó là để nó nhảy lại cái nhánh khác nha. Cắt trở lại thì cái cây nó sẽ nhìn nó gọn trở lại, rồi bắt đầu nó ra chi trở lại nó sẽ đẹp hơn, lá nó sẽ nhuyễn hơn nha. Cái tre mà lá nó nhuyễn đi và mắt nó nhặt lại thì cây nó đẹp lắm. Tre nó thể hiện cho quân tử nha cô chú anh chị, sức sống mãnh liệt của quân tử. Em cắt xong rồi em sẽ đo thông số cho cô chú anh chị nha. Tre cô chú anh chị nếu mà có mua bên em rồi đó, về đôi lúc là nói là tại sao bên em có thuốc men gì hay không mà tốt thế này thế kia, không phải đâu nha cô chú anh chị. Tre nó rất là cần nước, nó kích thích nước nhiều lắm, nên cô chú anh chị để ý nước dùm mình đầy đủ nước, hoặc là dư nước không sao nha, tre dư nước không sao. Mỗi sáng hoặc là về tối
cô chú anh chị nào mà có chơi tre, mình để trong nhà đi cũng vậy nha, tự nhiên tối vậy mình đủ nước rồi là cái cây tre nó đọng xương lại, cái xương nó lên trên cái đọt tre nha, trên cái lá tre nha, từ cái đọt tre vậy nó đọng xương lại, nó đọng đi một hạt xương rất là to, rồi hạt xương đó cũng không rớt xuống, tự động sẽ rút trở lại vô cái thân tre. Đó, em cắt rồi lại nhìn cây tre nó hơi không đẹp lắm, nhưng mà khoảng cỡ chừng nửa tháng sau là ra trở lại rất là đẹp nha. Cây này thân thế thì cũng lạ mắt tí. Rồi em cắt xong rồi, giờ em đo thông số của cây nha. Cái này em đo cái thân đi, thân ngay cái cổ này. Em làm tre thì cái thân là được 16, chiều cao được 35, cái tán dài của nó hiện tại là được 45, tán ngang là được 30. Cây này mình giao lưu với cô chú anh chị là giá 1,5 triệu nha. Cây rất là lạ. Em bê lên nha. Phía sau nó nhảy một mầm đây nè. Cái mầm này là quan trọng lắm. Một triệu rưỡi nha cô chú anh chị. Cây tre xanh. Rồi cô chú anh chị, em xuống cây số 6 hay số 7 gì đó, cô chú anh chị nhớ chụp hình lại cho em nha, em sẽ lên tiếp cây nữa. Cây số 7 vừa rồi, cây tre cũng là cây cuối clip nha cô chú anh chị. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều thời gian qua ủng hộ cây, và có cô chú anh chị ủng hộ cây và đã xem clip ở bên em. Cô chú anh chị nào chưa có đăng ký á, giúp giùm bên em đăng ký cho một đăng ký nha cô chú anh chị, cho kênh nó được duy trì, có người xem được rộng rãi hơn nha cô chú anh chị. Đôi lúc là tại vì lâu lâu em mới lên clip một lần. Cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe.